Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại loạn chiến mobile. Và hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Arborus và cũng trải nghiệm skin Arborus con rối ma nha mọi người. Skin này là một skin sử thi nha mọi người. Một skin sử thi, tức là skin này có giá là hơn 1.000 đá hồn đấy mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cái skin sử thi này nó có đẹp không nha mọi người. Cùng bắt đầu đó. Đầu game thì cộng chiêu 2 trước để chúng ta có thể là lém chiêu 2 này. Xem có hiệu ứng kỹ năng nhá. Tắm cái mắt ở đây này. Chát gì kia đi mượn ạc. Tôi chỉ đi mượn ạc thôi mà. Má nó chiêu 2 không có hiệu ứng kỹ năng nha mọi người. Có hiệu ứng kỹ năng khi mà anh em lém, nhưng mà không có hiệu ứng kỹ năng của cái chồi lon nha mọi người. Cái chồi lon vẫn như là mặc định thôi. Đó. Thôi đầu game cộng chiêu 2 trước. Lém vào những cái khu vực sông này này. Để hạn chế kẻ địch ganh. Lúc mà kẻ địch nó ganh ấy thì chúng ta có thể là biết trước được mà chạy. Máy tính support. Biểu đồ ngày hôm nay thì mình sẽ lên đóng gần như là full phép nha mọi người. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là giày phép thôi. Giày phép là lấy giảm hồi chiêu. Sau đó sẽ lên cái phi trượng. Và sau đó sẽ lên một món trang bị có công phép nhưng mà cũng có chống chịu, đó chính là cái giáp băng. Trang bị giúp anh em farm đính tốt hơn đấy. Ui giời ơi. À đây ơi. Đã bật cái chiêu 4, đã bật cái chiêu 4 giữ chân nó để cho chạy rồi còn quay lại bắn nó làm cái gì? Có hiểu. Chiêu 2 sắp hồi rồi. Đây có mạng nha. Ăn được mạng đầu của con AD này nó hơi bị ngáo anh em ạ. Phí ở công tôi cứu. Và sau khi lên xong cái giáp băng, mình sẽ lên luôn cái anh ơi. Anh mắt em làm gì? Xong lên cái giáp băng thì mình sẽ lên cái sẽ lên cái thiên phạt nha mọi người. Để chúng ta có khả năng sốc đam. Và sau khi lên xong cái thiên phạt thì mình sẽ không lên món trang bị phép, mà mình sẽ lên một món trang bị thủ. Đó chính là trang bị Team Titan. Cái trang bị này thì chủ yếu mình lấy cái trang bị này để gia tăng thêm cái sức chống chịu cho Arborus. Và cũng giúp Arborus có khả năng hồi phục. Mình thì mình không thích cái trang bị hút máu phép cho lắm, bởi vì là con Arborus này thì nó là một dạng tướng sốc sát thương. Lên cái hút máu phép thì nó không ấy cho lắm. Chiêu 2 thì đây là dạng tướng cấu rỉa, cũng có cấu rỉa cũng có sốc sát thương. Nhưng mà lên mình vẫn thích lên cái Team Titan hơn là lên cái Hồng Ngọc. Mấy cái thanh niên chơi best đắt kỷ ấy. Mấy cái best thanh niên top chí tôn best đắt kỷ thì người ta cũng toàn lên Team Titan à. Người ta cũng chả lên Hồng Ngọc mấy đâu. Đa phần là lên Team Titan để lấy vừa có sức chống chịu mà vừa có khả năng hồi phục tốt hơn là cái Hồng Ngọc. Ô thằng này rút quạt ngáo à. Và món cuối thì có thể lên siêu thần hoặc là lên một món kháng phép như mắt trừ tà nếu như tem địch mạnh quá. Tùy thế trận thôi. Nhá biến về. Ok. Tìm hiểu qua một chút về bộ kỹ năng của Arborus. Con Arborus này thì anh em thể thấy nó là một chất tướng trí lực, nhưng mà đa phần là được đem đi làm sp hỗ trợ. Chiêu 1 của Arborus thì sau khi kích hoạt, Arborus sẽ lao đến đơn vị được chỉ định và gây chói chân, gây choáng kẻ địch và gây sát thương phép. Kèm theo đó thì Arborus cũng được tăng thêm miễn thương. Tăng thêm miễn thương nha mọi người. Hình như là 26% miễn thương gì đó. Hay là 36% miễn thương ấy, lâu rồi không chơi không nhớ. Cho nên con Arborus này có thể đem đi làm sp được, bởi vì bản thân nó cũng có miễn thương mà. Khả năng farm của con này thì cũng không được cao rồi lắm. Chơi cấu rỉa là ok ấy. Lém cái cầu chồi lon đây này. Chiêu 2 của Arborus thì sau khi kích hoạt, Arborus sẽ lém ra một cái chồi lon và sẽ gây ra thương cho những kẻ địch khi mà cái chồi lon rơi xuống đất. Chưa hết, cái chồi lon sẽ đuổi theo kẻ địch và sẽ phát lổ và gây thêm sát thương lần nữa. Chiêu 2 của Arborus khi anh em lém chồi lon thì cái chồi lon này sẽ tồn tại trong vòng 30 giây nha mọi người. Anh em thể thấy là cái con Arborus này nó rất là giống cái con tướng Maokai ở bên Liên Minh Huyền Thoại nha mọi người. Nhưng mà cái game này nó không có bụi cho nên là cũng không có cơ chế như là chồi lon ở trong bụi như là con Maokai ở bên Liên Minh Huyền Thoại đâu. Chồi lon này nó y hệt như là cái chiêu E của con Maokai bên đấy luôn. Nó sẽ, cái chồi lon nó sẽ đuổi theo này. Đó, nó đuổi theo kìa. Cái chồi lon này tuy là sát thương nó bé
Nhưng mà khi mà anh em đã có một lượng đồ nhất định ấy, thì cái lượng đam của nó không hề nhỏ đâu. Cái lượng đam nó sẽ ở mức rất là khó chịu đấy. Xong tôi rồi. Bắn quả trứng. Một bắn nữa. Cái thằng ngu này. Trời ơi. Chạy làm cái gì. Ôi. Trời ơi. Sao. Sao thằng này nó gà đấy nhở. Giờ bê cho thằng này chắc tôi cũng tổn thọ mất thôi. Và chiêu 2 của Arborus cũng rất là khó chịu khi mà có thể là gây sát thương từ xa. Cái chồi lo nó đuổi theo rất là khó chịu. Và khi mà cái chồi lo nó đã đuổi theo rồi ấy, thì chỉ có chạy đằng giờ thôi anh ạ. Chỉ có đầu thai kiếp khác thì nó mới từ bỏ nó đuổi thôi. Ném chồi này. Chiêu 1 đã hồi và có mạng. Đó là về chiêu 2. Còn về chiêu thứ 4 của Arborus thì Arborus sẽ đấm xuống đất và gây sát thương phạm vi kèm theo ứng. Ờ má nó chạy được kìa. Kèm theo ứng giữ chân nha mọi người. Là một chiêu thức khống chế đó. Như vậy thì Arborus sẽ có hai chiêu thức khống chế, đó chính là chiêu 1 và chiêu thứ 4. Hai chiêu thức đều là hai chiêu thức khống chế rất là tốt. Đều là hai chiêu thức trói chân và giữ chân choáng rất là tốt đấy mọi người. Con đen đi sờ B thì rất là tuyệt vời luôn. Con này thì hơi kém cơ động. Đây này, trói chân này. Tiếp tục trói chân lần 2. Sờ B rất là ổn luôn. AD rất là thích. Chiêu cuối của con mau cai trước khi được chỉnh sửa ở từ thời ngày xưa. Sau khi kích hoạt thì kích hoạt chiêu cuối thì mau cai. À, sau khi kích hoạt thì chiêu cuối thì Arborus sẽ tụ lực. Đây là sẽ tụ lực này. Và khi mà tụ đủ lực, thời gian tụ lực càng lâu thì sát thương sẽ càng lổ, sẽ càng thốn nhá. Lại bị con Kibo nó giết kìa. Anh em có thể kích hoạt lại. Tái kích hoạt chiêu cuối lần 2 để phát lổ sớm hơn. Và chiêu cuối thì thời gian tích tụ càng lâu thì nó lổ đam càng to thôi. Anh em có thể là giữ. Nhưng mà tối đa thì em cứ tích cho mình 3 giây nhé. 3 giây thì anh em phát lổ đam sẽ là to nhất rồi. Trận đấu này có vẻ là hơi bị căng nhá. Bởi vì vị trí AD của mình nó hơi bị hơi bị liều ấy ạ. Nhiều khi nó lại chạy, nhiều khi nó lại liều. Không biết đường nào một lần như cái pha con Kimo dính là biến thành quả trứng ấy kìa. Bắn thêm một viên nữa thì làm sao mà cứ phải chạy. Và combo của Arborus thì anh em thể là sử dụng chiêu 1 nao lên, sau đó sử dụng chiêu 2 lém chồi lon, sau đó sử dụng chiêu 4 khóa chân và kíp lổ chiêu cuối. Hoặc anh em có thể là khống chế xong rồi mới bật chiêu cuối nhá. Hoặc bật chiêu cuối trước kíp lổ lên cũng được. Ok, trở lại với trận đấu thôi. Trở lại với thằng AD thôi nhỉ. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Chiêu cuối của Arborus khi mà Arborus đang bật chiêu cuối, đang ngưng tụ sức mạnh ấy, mà Arborus bị tiêu diệt thì chiêu cuối của Arborus nó sẽ phát lổ luôn nha mọi người. Con này thì lên full phép thì đam nó rất là to nha mọi người. Sốc sát thương như là sát thủ luôn. Nhưng mà để có thể tụ lực được chiêu cuối đến mức giới hạn ấy thì rất là khó, bởi vì là lên full phép thì máu nó rất là mỏng. Mặc dù có miễn thương nhưng mà đối phương hoàn toàn có thể lên chùy nhọn hoặc là ma chảo để có thể là có thêm sát thương thuần. Rồi, băng định băng trụ à. Sau khi mà có cái thiên phạt đi thì anh em có thể là dễ ăn mạng hơn rất là nhiều rồi. Phát lổ gần chết, được chết luôn kìa. Bật chiêu 4, trói chân này, tiếp tục chiêu 1 vào lao vào này. Giờ thì mày chỉ là quả trứng thôi, bị là còn là quả trứng thì nó không thể làm được gì rồi. Con bom bom này. Con bom bom này thì nó khá là trâu, mình cũng cả combo của mình chắc không lổ được lửa cây máu ở đó đâu. Ok, tránh nó ra, cứ nhằm vào mấy con máu mỏng mới lổ. Nó bật chiêu cuối rồi, nó mất chiêu cuối nhá. Nó mất chiêu cuối rồi. Okay. Và phạm vi của chiêu cuối nó khá là rộng nha mọi người. Phạm vi của chiêu cuối rất là rộng.
chạy vào mắt em ơi, chạy vào mắt lỗ, bùm chết luôn kìa. Có thiên hồi giáo phép rồi, bây giờ thì mình sẽ không lên thẳng cái thiên phạt, mà thay vào đó mình sẽ lên luôn cái team Titan. Mình cảm thấy là mình rất là cần phải biến về nhiều. Lên cái team Titan thì anh em sẽ không cần phải biến về hồi máu nữa. Không có hút máu phép thì rất là khó khăn trong việc là tái giao tranh. Khi mà lên cái team Titan rồi anh em có thể là sống rất là dai, cũng có thể là tái giao tranh rất là tốt, mà đặc biệt không cần phải biến về. Cứ lém chồi lon vào thôi, việc nhẹ lương cao. Cứ lém chồi lon vào thì mình cũng được ăn, không ăn được mạng nhưng mà cũng được mạng sờ bê, cũng vẫn được tiền. Chả có gì mà phải à, chả có gì mà dễ ăn cả. Chỉ cần ăn ké thôi được rồi, đi sờ bê chứ không phải là đi đi rừng đâu mà đòi ăn nhiều mạng. Ô thằng này ngáo à, thằng này ngáo à, ngáo rồi, lao chạy ra hơn đúng rồi. Bên kia thì có con Siren, nó hơi khó chịu chút, nó có nhiều choáng. Mình cũng không thích lên cái mắt trừ tà cho lắm. Mình đang lém rất là nhiều chùi lon ở bên phía góc trái nha mọi người, để phòng ngừa cái con Persion nó về. Đam có thể thấy là anh em thấy lượng đam bây giờ là hoàn toàn đủ để lổ chết con Siren rồi. Diana đang muốn lên thần cơ ấy mà. Nó còn hơn 5k vàng nữa. Rất là nhiều chồi lon luôn. Cái lém chồi lon này này, đồ chồi lon nó sẽ đuổi theo. Ô, rút quạt đẹp đấy, rút quạt đẹp đấy, nhưng mà phát lổ. Ok. Ô đoan rồng à. Phải lên xong cái team Titan thì chúng ta sẽ không cần phải biến về nhá. Chỉ còn mình còn thiếu khá là nhiều vàng nữa để lên xong cái team Titan. Có cái giáp băng thì anh em cũng thể là farm lính tốt hơn. Đó, chỉ cần một cái chiêu 2 và một chiêu thức thứ 4 và một cái giáp băng là anh em ăn xong bãi cóc rồi. Mình thấy con này lên cái giáp băng sẽ từ từ nhá. Từ từ. Dám bắt không? Thiên phạt chết luôn kìa. Đòi bắt. Đang tích tụ. Gặp một con đang trong cái trạng thái thấp máu như vậy mà gặp một con Arborus đang tích chiêu cuối đến cái mức cao như vậy. Mà trong người Arborus lại còn đang có thiên phạt nữa mà dám bắt. Quá là liều lĩnh luôn. Một lỗ của tôi bây giờ cũng phải một lỗ chiêu cuối giờ cũng ít cũng phải lửa cây. Không ít đâu. Bây giờ thì công trụ nhỉ. Con này thì có thể lém chùi lon vào để gây hiệu ứng khó chịu nhá. Đấy, lém chùi lon vào nó sẽ đuổi đó, nó đuổi, đuổi đến tận nhà luôn. Đuổi như bố đuổi con luôn. Thằng này ngay Lý Bạch này. Lý Bạch này không biết chơi. Chơi con Lý Bạch là phải cần rất là nhiều kỹ năng nhá, chứ không có kỹ năng đừng mua tướng về. Phải có bảng ngọc Mala rồi thì hãng mua tướng. Bên mình thì chết mỗi con Diana thôi. Rồi. Ui, tôi chết tôi rồi. Ui, đừng, anh ơi. Bây giờ mình làm số mạng thứ 4 rồi. Ăn 8 mạng, làm số 4 mạng. Và 11 mạng SP. Con này ăn mạng SP rất là tốt nhá. Có cái chiêu 2, cứ tương vào là có mạng SP thôi. Vẫn chưa xong lên cái team Titan. Chưa lên xong cái team Titan rồi. Đây rồi, lên xong rồi, ngon. Bây giờ thì quay trở lại với cái thiên phạt nhỉ, hay là lên siêu thần nhỉ? Siêu thần đi nhỉ. Cũng đắn đo giữa hai món trang bị này. Lên siêu thần thì sẽ có sát thương chiêu thức to hơn, còn lên thiên phạt thì sẽ có khả năng sốc sát thương tốt hơn. Cái thiên phạt, một cái thiên phạt của nó cũng phải rơi vào tầm này. Mình thiên phạt cũng phải hơn tầm hơn 1000 đam rồi. Nhưng mà bây giờ anh em thể thấy là vạch máu của mình khá là dày rồi đấy. Vạch máu rất là dày rồi. Tuy là lên full phép nhưng mà với cái team Titan thì sức chống chịu của anh em vẫn là ở cái mức khá là ổn nhá. Cái team Titan có thể đem lại cho anh em gần 1000 máu đó. Cái chồi lon bây giờ, cái con này thì cũng có thể lên cái lọ quỷ. Nhưng mà cái lọ quỷ ở trong loạn chiến mobile mình cũng chả thấy ai lên mấy. Chỉ trừ mấy con tướng như là Lin thì may ra mới thấy một vài trận nó lên thôi. Thứ nhất là cái lọ quỷ nó đắt. Thứ hai là
cái lọ quỷ, cái lỗ tai của nó chỉ lên được một mục tiêu nên nó cũng chả ai thích lên cho lắm. Phát lỗ này à, và giáp băng này. Ok, có mạng tiện double kill, được double kill. Không ngờ tôi đi sờ B lại xanh như thế này. Hồi kết rồi, hồi kết của trận đấu rồi, chúng ta sẽ cùng kết thúc trận đấu thôi. Vào đi, vào đi. Nó xịt bây giờ cũng lửa cây ấy. Dám bắt không, dám bắt không? Mày dám bắt không? Chiêu 1, chói chân này, chiêu 2, chói chân tiếp này. Dám bắt không, dám bắt không? Bật chiêu cuối lên nổ cho phát chết luôn. Dám bắt bản thiếu à? Láo thật này. Bắn trụ đi. Ok, video của mình ở đây xin được tạm dừng nhá. Và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Và đừng quên cho mình xin một nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ mình nhá. Còn giờ thì tạm biệt mọi người.